Buka và Gin Tuấn Kiệt hé lộ số tiền mừng cưới khủng mà anh Trường Giang tặng cho hai vợ chồng. Mới đây sau hôn lễ chính thức đã hoàn thành, cặp đôi Buka Gin Tuấn Kiệt đã lên tiếng cảm ơn bạn bè và người thân đã giúp đỡ gia đình thực hiện xong nghi thức đám cưới để hai vợ chồng chính thức về chung nhà. Đáng chú ý vợ chồng Buka cảm ơn sâu sắc đến Trường Giang, người đã luôn ủng hộ Buka và Gin Tuấn Kiệt từ ngày đầu quen nhau, anh luôn động viên và giúp đỡ mỗi khi cả hai có chuyện hiểu lầm hay giận hờn nhau. Anh luôn chủ động giúp hai vợ chồng làm hòa. Có một người anh như thế thật tuyệt vời. Đồng thời, Buka cũng cảm ơn số tiền mà Trường Giang mừng cho hai vợ chồng, đó là 10.000 đô la, tương đương 240 triệu đồng, và hơn hai cây vàng. Buka cho biết cô rất xúc động với tình cảm anh Giang dành cho vợ chồng. Anh giúp đỡ vợ chồng từ lúc vào nghề tới lúc về chung nhà như ngày hôm nay, ít người được như thế. Trước đó, khi đám cưới của Buka và Ghiên Tuấn Kiệt diễn ra trên bãi biển Cam Tranh, đám cưới diễn ra với sự hiện diện của đông đảo bạn bè, anh em đồng nghiệp thân thiết. Đảm nhận vai trò MC, Đại Nghĩa tiết lộ Trường Giang là người đồng hành trên chặng đường tình yêu của cặp đôi. Phát biểu tại đám cưới, Trường Giang dành lời cảm ơn tới những vị khách đã vượt đường xá tới hôn lễ. Trường Giang thừa nhận dù là tiệc cưới của Buka và Gin Tuấn Kiệt, nhưng bản thân anh còn mệt hơn chính đám cưới của mình. Theo tiết lộ, Buka và Gin Tuấn Kiệt gọi Trường Giang bằng ba. Tôi không dám chia sẻ nhiều về hạnh phúc hôn nhân. Với nhiều người, hạnh phúc là phải có tất cả mọi thứ. Nhưng với tôi thì nó nằm ở chữ không, không tai họa, không ồn ào, không bệnh tật, không cãi vã. Chữ có chỉ để khán giả nhìn vào, còn chữ không thì giữ lại cho mình. Có ba điều để giữ gìn hạnh phúc gia đình là lắng nghe, chia sẻ và tha thứ, anh nói. Nam nghệ sĩ thừa nhận trước khi lấy vợ cũng rất quậy, tuy nhiên từ khi có gia đình, hai từ trách nhiệm đã vượt lên mọi thứ. Ba mong muốn các con sẽ có một gia đình hạnh phúc để khán giả và đồng nghiệp tự hào. Khi có sự cãi vã nhàn nhóm, hãy nghĩ tới đám cưới ngày hôm nay, anh nhắn nhủ cặp đôi. Trước đó, Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn trong đám hỏi của Vuka và Gin Tuấn Kiệt vào hôm 1 tháng 11. Trong nhiều chương trình, nam MC cũng là người liên tục đẩy thuyền cũng như trêu chọc khi bộ đôi giấu kín chuyện tình cảm. Trong đời sống, chồng Nhã Phương cũng thường xuyên dành cho cô lời khuyên nên mối quan hệ của cả hai gắn bó hơn. Sáng nay gia đình Jin Tuấn Kiệt đi xích lô hỏi cưới Puka tại Đồng Tháp. Duyên Tuấn Kiệt ngồi ron roi dẫn đầu đoàn nhà trai đi xích lô mang xính lễ hỏi cưới cô dâu Puka tại Đồng Tháp. Khoảng 10 giờ 45 gia đình đàng trai có mặt tại nhà Puka ở Đồng Tháp làm lễ vu quy. Trước đó đoàn xe Duyên Tuấn Kiệt diện áo dài trắng, thiết kế có tên Bạch Hạc Liên Hương, họa tiết hoa sen chim hạc đính kết thủ công, nhiều khách du lịch người dân thích thú với hình ảnh chú rể ngồi xe ron roi dẫn đầu đoàn xích lô đến nhà cô dâu Puka. Mẹ Duyên Tuấn Kiệt ngồi xích lô dẫn đầu, theo sau là dàn phù rể trên tám chiếc khác với nhiều xính lễ. Sau lễ cưới ở Cam Ranh Khánh Hòa, Puka và Duyên Tuấn Kiệt tiếp tục tổ chức một buổi tiệc long trọng tại thành phố Hồ Chí Minh chiêu đãi người thân bạn bè đồng nghiệp. Không gian tiệc cưới được thiết kế thơ mộng trang trí bằng nhiều hoa. Đúng 19 giờ 30 buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trong lễ cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, chú rể Duyên Tuấn Kiệt mặc vest đen sang trọng, cô dâu Puka mặc váy trắng tinh khôi. Chia sẻ với phóng viên, diễn viên Ngọc Phước cho biết 4 năm qua dù biết chuyện tình cảm của Puka và Duyên Tuấn Kiệt, nhưng cô phải giữ kín cho cặp đôi. Nhiều khi tôi cũng muốn nói lắm, nhưng khi có người hỏi Tôi chỉ có thể nói tôi không biết nữa, chắc không phải đâu. Hôm nay tôi đã có thể nói cho mọi người biết rồi. Cô chia sẻ. Ngọc Phước cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành được hoa cưới trong buổi tiệc này. Ngoài ra cô tiết lộ Bibi Trần không có mặt trong tiệc cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt tại thành phố Hồ Chí Minh do đang ở nước ngoài. Bù lại nam diễn viên sẽ dự đám cưới của cặp đôi ở Đồng Tháp quê nhà Puka. Tham dự tiệc cưới diễn viên Thanh Thúy cũng thừa nhận ngày nhận được thiệp cưới cô mới biết Jin Tuấn Kiệt và Puka yêu nhau. Ai cũng biết chỉ có tôi là hậu quá nên không biết. Tôi cũng từng nghe thông tin hai bạn hẹn hò nhưng cứ nghĩ là đồn nhảm. Ngày hạnh phúc của hai bạn tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chúc hai bạn mãi mãi bên nhau. Thanh Thúy cho hay. MC Quyền Linh cũng chia sẻ những năm qua Puka và Diên Tuấn Kiệt giấu chuyện yêu đương nhưng rất khó qua mặt anh em nghệ sĩ. Cũng có mặt tại lễ cưới của Puka và Diên Tuấn Kiệt, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng cho biết cô rất xúc động khi nhìn thấy cặp đôi hạnh phúc. Hai bạn còn rất trẻ nhưng lại rất khéo léo dễ thương. Hai bạn mời khách đông đủ không thiếu một gương mặt nào. Nghệ sĩ Thanh Hằng nói: Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ sinh năm 90 tại Đồng Tháp. Nữ diễn viên để lại ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn hài đặc trưng cùng khả năng ăn nói duyên dáng. Năm 2016, cô trở thành Á quân cười xuyên Việt phiên bản cho nghệ sĩ. Năm 2017 và 2019, Puka được đề cử trong top 5 và top 3 giải Mai Vàng cho nữ diễn viên sân khấu và diễn viên hài. Duyên Tuấn Kiệt, tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 94 tại Thừa Thiên Huế. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến khi vào vai Đức Mẫn trong bộ phim Gia đình là số 1. Anh còn gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc như Không thể yêu ai được nữa, yêu một người sau anh, yêu anh sẽ tốt mà. Lễ cưới Puka, Duyên Tuấn Kiệt, cô dâu bật khóc, chú rể không nói lời thề hẹn. Chiều mùng 4 tháng 11, lễ cưới của diễn viên Puka và Duyên Tuấn Kiệt diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là buổi tiệc riêng tư mà cặp đôi dành để chiêu đãi gia đình, người thân, bạn bè thân thiết. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ người nổi tiếng trong showbiz Việt như vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, Trường Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Mạc Văn Khoa, Duy Khánh, Huỳnh Lập, Minh Tú, Anh Tú, Lily, Hoa hậu Khánh Vân. Các khách mời bày tỏ sự hào hứng, hứa hẹn quậy tới bến trong đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka khoảng 16 giờ, dàn nghệ sĩ đồng loạt diện trang phục tông màu nâu và be, đúng với yêu cầu của cô dâu chú rể và có mặt ở nơi diễn ra hôn lễ, đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Đại Nghĩa. Lễ cưới diễn ra ở bãi biển thơ mộng, được trang trí với rất nhiều hoa và bóng bóng cùng ảnh kỷ niệm của cô dâu chú rể. Ngoài ra, Phu và Duyên Tuấn Kiệt còn trang bị gương để khách mời chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều khán giả nhận xét lễ cưới của cặp đôi nghệ sĩ bài trí giản dị nhưng không kém phần tinh tế. Trong ngày trọng đại, cô dâu Puka diện váy cưới cúp ngực, búi tóc gọn gàng, trong khi đó chú rể Duyên Tuấn Kiệt diện trang phục màu hồng. Khoảng 16 giờ 30, lễ cưới chính thức diễn ra. Trên sân khấu, Puka hạnh phúc không cầm được nước mắt, ôm chặt Duyên Tuấn Kiệt. Chú rể bồi hồi gửi lời cảm ơn đến cô dâu Puka vì thời gian qua đã bên cạnh cùng anh trải qua nhiều khó khăn thử thách cuộc sống. Dù có những sóng gió chúng ta cũng vượt qua để hôm nay bước sang một trang mới của cuộc đời trước sự chứng kiến của cha mẹ, anh chị em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, Duyên Tuấn Kiệt bày tỏ. Nam diễn viên cũng cho biết anh sẽ không có những lời hứa với cô dâu của mình, thay vào đó là những hành động thiết thực để Puka cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho cô. Duyên Tuấn Kiệt bộc bạch, anh sẽ không thể vì đó chỉ là những lời nói suông, anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày anh làm cho em để em cảm nhận được đó là tình yêu thương anh dành cho em. Cảm ơn em vợ của anh. Chia sẻ của chú rể Duyên Tuấn Kiệt khiến những nghệ sĩ có mặt tại buổi tiệc không khỏi xúc động, khách mời cùng nhau chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Những khoảnh khắc trong đám cưới đôi nghệ sĩ cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh chụp thực đơn đám cưới cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bữa tiệc chiêu đãi khách mời gồm những món tôm sú, mực chiên giòn, gà quay trung hoa, thăn bò áp chảo. Theo lịch trình lễ cưới đã công bố, sau khi làm lễ vào lúc 16 giờ 30 và tiệc chiêu đãi diễn ra vào lúc 18 giờ, đám cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt còn có các tiết mục đặc biệt vào lúc 20 giờ. Loa mắt với sinh lễ toàn vàng dòng đô la, Puka được bố mẹ và nhà Duyên Tuấn Kiệt tặng trong lễ rước dâu. Lễ rước dâu của Puka và Duyên Tuấn Kiệt đang chiếm spotlight trên mọi phương tiện truyền thông từ sáng sớm mùng 4 tháng 11. Ngoài không khí cực nóng tại gia đình hai bên và những khoảnh khắc đắt giá của cặp đôi thì xính lễ trong ngày trọng đại này cũng được quan tâm đặc biệt. Để đón Puka về chung nhà, gia đình Jin Tuấn Kiệt đã chuẩn bị những xính lễ đắt giá. Hình ảnh được ghi lại có thể thấy ngoài xính lễ theo phong tục truyền thống, nhà trai còn chuẩn bị trang sức quý giá như vòng cổ, nhẫn bằng vàng, kim cương, sắp tiền đô la cực dày để dành tặng cô dâu. Bên cạnh đó, bố mẹ Puka cũng dành tặng trang sức làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Hình ảnh Puka đeo vòng vàng đời cổ và tay sau buổi lễ đã làm nhiều người trầm trồ. Puka là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam, tham gia nhiều phim cũng như hài và được khán giả yêu mến. Trước khi được đón dâu, Duyên Tuấn Kiệt và dàn rể phụ đã trải qua thử thách ăn tranh từ nhà gái. Có thể thấy sắc mặt khó đỡ từ nhà trai nhưng chẳng thử thách nào có thể cản được Duyên Tuấn Kiệt đón Puka về dinh cả. Trước đó ngày 10 tháng 9, mẹ ruột Jin Tuấn Kiệt đã có động thái mới sau khi con trai thông báo tin hỉ với công chúng. Theo đó, mẹ Duyên Tuấn Kiệt đăng tải khung ảnh bên chồng và các con trong buổi tiệc kèm chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc, gia đình mình ngày càng đông vui. Có thể thấy Puka trông rất thoải mái vui vẻ khi xuất hiện bên gia đình chồng tương lai, bởi lẽ cô cũng đã âm thầm dự nhiều buổi tiệc cùng nhà Duyên Tuấn Kiệt trước đó. Chia sẻ của mẹ Duyên Tuấn Kiệt cũng thể hiện việc gia đình nam ca sĩ rất hào hứng, nhiệt tình, chào đón con dâu mới Puka. Giang sao dự lễ thành hôn của Puka Duyên Tuấn Kiệt Trường Giang, đồng nghiệp gắn bó lâu năm cùng cô dâu chú rể là chủ hôn và dẫn dắt tiệc cưới, Trường Giang là một trong những người đầu tiên biết chuyện tình Buka Gin Tuấn Kiệt, ủng hộ cả hai đến với nhau. Sau lễ rước dâu, cặp sao sẽ tổ chức tiệc cưới trên một bãi biển ở Cam Ranh. Ngày 4 tháng 11, cả hai cũng làm tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 11 và một đám cưới phong cách miền Tây ở Đồng Tháp, quê cô dâu. Song Luân và Trương Thế Vinh bưng mâm cho Gin Tuấn Kiệt, họ thân thiết với cô dâu chú rể từ những ngày quay chung game show. Diễn viên Thúy Ngân thân với cô dâu chú rể sau nhiều chương trình, dự án phim như Hành trình rực rỡ, Nhà trọ Destiny. Trương Phạm cho biết cùng bạn bè túc trực lúc 5 giờ để phụ giúp tổ chức lễ cưới. Diễn viên Huỳnh Lập, Hồng Tú quen buca qua những lần diễn hài. Lâm Vĩ Dạ dự ngày vui của cặp diễn viên. Trong chương trình Hành trình rực rỡ hồi tháng 7, buca Ginh Tuấn Kiệt đóng giả cô dâu chú rể, tái hiện đám cưới phong cách miền Tây. Lâm Vĩ Dạ đóng vai xui da bên đàn trai. Chuyện tình buca Gin Tuấn Kiệt được bố mẹ hai bên ủng hộ hồi tháng 5 sau khi cầu hôn buca thành công. Diễn viên ôm chầm mẹ nói, con có vợ rồi. Điệt cưới được trang trí theo tông hồng trắng chủ đạo với hoa hồng nhung loài hoa yêu thích của cô dâu